13. Rồi cái này không đạt. 13. Rồi không đạt nè, nước còn sống. 15 cái rồi. 17 cái. Vậy đây là thành quả của mình, tuy là chỉ có 15 cái thôi, nhưng mà thực sự là mình đóng gói này kia nó cũng khá là nhanh và nó cũng khá là đẹp mắt đúng không cô? Đúng rồi. Chính xác. Rồi 8 điểm đi. 8 điểm. Không đạt được cái. Dạ. 8 điểm thì nhiều tiền cô? 8 ngàn. Ai, quá đẹp, thành phẩm của hai chị em. Yes. Sau khi đọc nghề từ cô Đương. Con đẹp không? Con đẹp hơn nè. Đứng vậy mà đều sắp vô trận. Tại vì cái khúc mà sát hồi nãy không có chỉ cho con. Cái lúc mà được ngồi vô cái lò trước cũng là Út Phượng. Con ngồi vô sao nhớ không? Thôi cộng cho nửa điểm cũng được không? Cộng nửa điểm á. Này là 8 điểm rưỡi đi, này là 8 điểm. 8 ngàn rưỡi. Rồi 8 ngàn thôi. Dạ. Dạ. Con thấy hợp lý rồi đó. Rồi đá tan nè. Được không? Được không? Có được không? Đá tan. Thôi thấy thương quá, cho 10 ngàn. Trời ơi. Cho 10 ngàn. Trời. Con cảm ơn cô Đương. Tiền lương nữa. Tiền lương hả? Dạ. Chưa ra này có một buổi vậy cho 25 ngàn. Ủa? Mỏi chân quá. 36 sắp tới rồi đó, sắp tới rồi đó. Đây này, đây này, đây nè. Đây là đây, bánh tráng nè. À. Đúng rồi đó. Đây đây đây. Wow. 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 Ê, hồi nãy chị đoán đúng không? Chị nói có khi nào là bánh tráng không á? Như cô Đương rồi chị. Con chào cô. Dạ. Cô chào con. Dạ, con chào cô. Cô có phải là cô Đương không cô? Dạ, đúng rồi. Cô Phạm Thị Đương 65 tuổi, làm nghề gia truyền bánh tráng phơi sương trên 40 năm, là nghệ nhân ưu tú, được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký tặng vào ngày 8 tháng 3 năm 2019 tại thị xã Trảng Bàng. Có 3 nghệ nhân được nhận bằng khen và hiện tại chỉ có cô Đường tiếp tục làm nghề và truyền nghề lại cho cô con gái. Cô có thể cho hai chị em con xin việc làm được không? Được mà, không sao. Ai là cô có dẫn tuyển nhân viên hả cô? Có tiện luôn. Nhưng mà cô vừa tuyển nhân viên mà cô vừa dạy nghề luôn chưa được dạy luôn. Để mai mốt tụi con mở cái lò bánh tráng kế bên. Sát bên dạ. Cô cho con hỏi luôn là cô trả lương cho hai đứa con nhiêu đấy? Trả cho 50. Quá. 50 một ngày hả cô? 50 hay là cô trả thêm miếng được không cô? Thôi có giá quy định rồi. Cho con thêm 5 ngàn an ủi thương con nha cô ha. Cô nhớ không, hồi nhỏ cô ẵm con á. Lúc cơm á, cái mẹ con đi qua gửi cô ẵm con nhớ không? Con Út Lon nè. Nhớ, nhớ. Nhỏ này Út Phượng nè, cô Đương. Con Út Lon nè. Lâu quá lớn rồi cô nhìn không ra. Trời ơi. Bây giờ 55 ngàn cô ha. Dạ. Nhiêu cũng được, con cháu mà. Con cháu dạ, không cháu à. Con cháu nuôi từ nhỏ mà. Trời ơi thôi. Viên ấn tượng từ cái lúc mà vào nhà cô Đương để làm bánh tráng. Cô rất là vui, cái năng lượng của cô rất là dễ thương. Mà kiểu mình giỡn á, cô cũng bắt được cái nhịp giỡn của mình á. So với cái tuổi của cô thì Viên cũng không nghĩ là cô sẽ giỡn lại mấy cái mà nó cùng nhịp với mình như vậy. Trước tiên là một gáo bột trước. Cái tay cầm cái này dở cái nón ra vậy hen. Rồi cái tay bên này á, thì mình lấy cái kệ lẹm rồi thổi nè, dây nè, thổi rồi nó khô cái bánh rồi mình mới vớt được. Đó. Rồi bắt đầu lấy cái tay này đổ ngược qua đây nha, đó dày rồi quay. Rồi cái lớp 2 là phải bột nhiều hơn. Là mình làm hai lớp không cô? Hai lớp. Con quay lớn như cô cũng được thì quay nhỏ chút. Này rồi đặt cái bánh xuống như thế này. Đó. Dạ. Yeah. Cũng dễ nhỉ ha. Dễ lắm. Yeah. Vô lên thử đi biết. Đổ bột ra dính con giá. Thấy là dễ đó, con làm được đó. Dỡ cái này ra. Dỡ ra. Cái này ra xong gì? Rồi. Một lẻ lẻ trong đó đổ. Rồi được rồi. Rồi được rồi, được rồi. Đổ vô. Đổ ngược rồi thấy không? Không được, không được rồi, tán qua tán lại đi để dính giá. Dính rồi. Nó dễ ẹt. Chết rồi. Đẩy lại đi, đẩy lại. Đẩy lại liền. Em khen dễ ẹt. Cũng dễ nhỉ ha. Dễ lắm. Dạ. Vô lên thử đi biết. Con thấy là dễ đó, con làm được đó. Thấy cái tay cô nhẹ nhàng quá, tưởng đâu dễ. Mấy chục năm trong nghề. Rồi khoảng bao lâu nữa mình dỡ cô? Hư nó lên là nó chín á. Dỡ cái này ra, lấy cái cây này. Xong rồi cái thổi rồi dính lên. Trời ơi, kệ đó, đỡ ra dạ. Để giờ cầm đi, rồi cái này bỏ xuống đây. Dạ. Giờ bò đổ ngược qua đây này nè nha. Dạ, ấp lại hả cô? Cái gáo bột này nè. Cô quẩn cái bánh này ra. Cầm tay luôn. Dạ, cầm dạ tay luôn. Rồi cái này nè, đổ ngược qua bên đây nè. Dạ. Đó. Rồi quay ngược luôn. Cái này bỏ qua tay này. Cái ông Phao bỏ qua tay này rồi. Đó. Rồi cái này đậy lại. Rồi dạ. Đó.
đầu phao vô đi, cầm vô miếng này nè, cầm miếng này đó, không có dễ quá à, dạ 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 đó, đặt con, xuống con không có nói dễ, con nhỏ kia kìa. Dễ lắm, dễ thì ở đây là bao nhiêu người, người ta ăn hết à. Dễ là ở đây có mấy cái tiệm rồi đó. Để sát vô, để sát vô, lăn qua. Trời ơi, cái nữa lăn qua cái đó ra rồi vừa vừa thôi, vừa vừa thôi nó dính trong đó luôn á. Ấy cái đó đẹp á chị. Đó đúng rồi, cầm đẹp ghê. Thôi được, được rồi đó, được rồi đó, nhuyễn tay rồi đó. Ừ. Đó, cái đó đẹp. Ừ. Đó, nó đó, đó vậy á. Được rồi, đừng lăn anh dính, dính lăn nhiều quá anh dính. Ê, dính rồi kìa. Dính hai đầu với nhau rồi. Gỡ ra. Một lỗ. Đó, cái này đẹp ghê không? Mới nhìn á thì mình tưởng rất là đơn giản, nhưng mà vô làm mới thấy là lầm cặm lệnh cộn. Thấy hồi nãy ở ngoài thấy cười dữ lắm á. Nãy tôi nghe nói là cái này là nghề của cô. Được rồi đó, nhiều quá. Ừ. Chứ cái bánh của con nó hết trơn rồi cô. Để chưa? Ây hả? Mới có một lớp. Dạ 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 dạ. Mày dành dạ dạ. Thầy gì mà vô dành chỗ của thầy không? Hồi nãy ở ngoài thấy cũng cười dữ lắm á. Đúng rồi, qua quay. Nó. Đó, cười da dữ vô. Cười da dữ vô. Cứu con cô Đương ơi. Cô Đương ơi. Rồi vớt. Dỡ lên. Rồi, cầm tay đi. Cái này bỏ vô, bỏ xuống lẹ. Rồi quậy bột đổ vô kia. Cái tay cầm, cầm đi, cầm đi, cầm đi. Hả, phải cũng rồi. Được. Cái đầu tiên mà cỡ này thì cũng là ok rồi đó. Cũng coi người ta mấy chục chập rồi, rút kinh nghiệm rồi. Bị không đều, bị ấy. Múc bột đây nha. Tự nhiên con cảm giác là nó vô cái cô Đương nói chuyện nhẹ nhàng. Cô không thương con. Được rồi. Đó thấy chưa, nhẹ nhàng cái từ được rồi cũng khác con nãy nữa. Đúng vậy chứ gì. Con cá đứa nào cũng thương yêu nhau. Thôi cô nói vậy thôi, nhưng mà trong thâm tâm là con thấy trong cái giọng điệu của con nó hơi nặng xíu. Giờ bà đảo, đảo ngược qua đây này nè. Dạ, ấp lại hả cô? Cái gáo bột này nè. Cô quạo wow. Cái bánh thì sao? Cầm tay luôn. Hồi nãy cô với chị vậy, y chang vậy đúng không cô? Không, nãy cô cọc con hơn. Cô không thương con. Dày quá không cô? Kệ nó dày cũng được. Đó nãy mà con ấy quá cô cũng nông. Có một sự thiên vị rõ ràng. Vậy mà cô nói cô thương Út Lon. Thương nhỏ con hơn ta nữa, thương. Không, không thương mà con kêu đưa chiếc lắc con giữ của cô chị. Thương mà con kêu đưa chiếc lắc con giữ của cô chị. Không giữ là được đâu, cái tên này là của... Vậy thôi lột đôi bông cho con đi. À, đôi bông được. Trộn nó chàng ra cái bị ham á, bị chế nhiều á. Bị chàng ra cái thớt mình kia. Chứ phải ai biểu kéo chị. Cứ thử mà nãy mà con làm vậy được rồi, kệ nó con. Đó thấy chưa, có tính xé con lủng một miếng. Tại vì nó thừa quá, cho con xé một miếng thôi. Ui, nó có vị sẵn á chị. Gì hả? Em tưởng nó bị lạc. Ủa, con tưởng nó lạc. Thì nó lạc là bỏ muối mà. Ờ, nó có vị sẵn ngon quá hả? Ừ. Ngon. Ngon. Ăn đi, gỡ lên ăn đi. Ừ, con ăn hả? Ừ, muốn ăn cái nào ăn? Dạ. Cô ở đây là mình bán là, mình chủ yếu là mình bán bánh khô rồi đúng không cô? Ừ, bánh tráng rồi, cái phơi khô rồi, cái mới bán. À, được rồi con. Còn ta lại ta. Lắm. Trời ơi, người ta múc có hai giá, nó múc rồi 5 giá mà cô không la nó. Chứ mà nãy con múc 3 giá là cô la quá trùm trời luôn. Hết bột. Thử. Vô quậy hết bột. Út Lon là xúc chấu đi. À, Út Lon xúc chấu đi hả? Dạ dạ. Rồi, cà tiên cái thao theo. À dạ. Trời ơi. Biểu sao mà không quạo cho được. Không có, được trâu trong đó, đó, xúc cái đó đó. Trời ơi. Út Lon chán lắm rồi. Hiểu quá. Sống chung một nhà, sao mà đứa thương đứa ghen. Bỏ vô. Cô không có thương Út Lon. Chú Út Lon làm chậm quá. Chú Út Lon làm chậm quá. Út Lon báo. Hồi nãy Út Phượng á, làm chậm cô cũng không có nói gì. Chết rồi. Ai biết ông Thảo ý, đó cười không. Út Phượng nó giống cục quá mà cô cũng không nói gì. Đó mới chữa la nó đó, mới lo cười. Cái đó không phải là la, cái đó là cô là chỉ nói nhỏ nhẹ góp ý thôi. Cũng phân bì nữa, cũng phân bì nữa. Để lại đi, để. Rồi con đi rải đi, rồi bưng bánh khô ngoài vô.
thôi. Phơi xong rồi cái nào khô đem vô, cái này khô chưa ta? Cái đó khô rụng ra là hết rồi. Dạ. Không, cái này còn ướt, cái này còn ướt. Khô rồi con bưng khô hết rồi. Ba dĩ bưng vô luôn. Ủa cái này còn ướt nè cô. Không có, khô rồi. Cô kêu khô. Cô kêu khô. Cô kêu khô. Rồi còn dính thế mà cãi cô. Sau phần tráng bánh, hai bạn hãy tìm hiểu kỹ thuật nướng bánh và thực hiện thử thách do cô Đương đưa ra. Cô làm từ năm cô bao nhiêu tuổi á cô? 18 tuổi. Trời ơi, 18 tuổi, năm nay cô nhiêu tuổi cô? 65 tuổi. Là cô làm 40 mấy năm. Hồi đó làm chung với mẹ rồi 23 tuổi có chồng, cái mẹ cô cho cô theo 50 dĩ nên giờ đi. Dạ, con của cô có ai theo nghề của cô không cô? Có, nhỏ thứ hai với nhỏ thứ ba. Dạ. Còn hai đứa kia nó không có chịu học. Mà ở đây thì có nhiều lò làm bánh tráng như vậy không cô? Nhiều lắm mà nay người ta nghỉ hết rồi. Nhưng mà con nghe đồn là cô có bằng khen nữa đúng không? Có. Ở Tây Ninh của mình là tổng cộng bao nhiêu người có được cái bằng khen hả cô? Thì ở mấy vùng khác cô không thấy, chứ ở Cảng Bàn này thì có 3 người bằng khen của Trung ương nè. Dạ. 3 người, giờ còn có mình người, còn có mình cô, mấy người kia người ta chết hết rồi. Dạ. Mà bằng khen đó là về lò làm bánh tráng luôn hả? Nhân ưu tú của làng nghề bánh tráng Phơi Sương. Wow. Ủa cô, cái bánh tráng phơi xương á là kiểu như mình phơi ở ngoài cái lúc mà trời hừng hả cô hay sao? Cũng như vậy hen, là con nướng rồi con để vô cây hoặc là con để đóng lại một góc, rồi tối á chừng nào mình thấy trong trời có sương xuống á là mình đem ra. Là mình đem ra mình phơi. Mà sao mình biết được, mình ngủ trong nhà sao biết? Ngủ như chết cái gì mà không. Nghệ nhân là phải canh thời tiết. Thời tiết của mình, nghề nghiệp mình làm tiết chứ. Dạ. Rồi lỡ mà một ngày nào đó vô tình có mưa rồi mình sao? Có mưa thì mình để trong nhà tự im. Dạ. Dạ. Tự sương xuống nó im à. Dạ. Ôi, bẻ ra một cái nó giòn gụm. Cái này là bánh giòn, là bánh cô nướng vàng, cô treo bánh đó cô bán 20 ngàn. Ôi, nó dẻo. Nó dẻo quá ha. Khi mà nhai xong rồi nó dẻo, nó dính quá. Bây giờ này một bịch bánh này là 10 ngàn. Dạ. 20 cái. Mình nướng nhiều tính nhiều. Cái này của con là 10 ngàn. Cái này của Trung. Rồi bây giờ được, hai đứa tranh thủ ra nướng. Okay. Đi. Rồi đứa nào. Rồi cô Hô bắt đầu một cái là bắt đầu nha. Đứa nào giỏi trả tiền thêm. Dạ. Bánh phải chất lượng đúng không cô? Chứ không phải là nướng khét, nướng sống đồ. Đúng rồi, chứ không được mà sống cũng được. Phải chất lượng. Cô ví dụ mà nướng con nướng cháy một cái có bị trừ tiền trừ chứ. 1, 2, 3 rồi nướng. Nhưng mà lửa bên hai đứa con khác nhau không? Khác, của con hừng, con bé này không hừng nè. Dạ. Ôi con muốn. Dạ liền. Hèn chi thấy nó lâu quá nè. Con quậy lên. Có cái cây quậy kìa. Được đâu, khét đâu. Dạ. Đó. Nó chừng trúng cái đùi của nó. Thấy chưa? Hương Út Phượng dữ như cỡ đó. Được rồi. Nhưng mà con thấy cái dành á, con thấy cái dành nè. Rồi kệ nó. Bánh này là nướng như thế này là chuẩn hay là trắng tươi luôn thì chuẩn cô? Đúng vậy là đúng rồi ha. Dạ rồi. Cái gì dâng quá vậy? Cái gì dâng như cái đùi đau. Cô nướng cái đó bà quần áo cô cũng lủng hết trơn, hỏng. Nói vậy chứ cái này nóng dữ. Thôi bỏ lại đi, mang tiếng quá. Thấy đó, không muốn nói đâu. Xấu hổ quá hả? Mang tiếng, lương tâm không cho phép. Trời ơi, rớt cái bánh tráng vô trong lò than rồi cô Lương ơi. Bọc này trả có 10 ngàn mà rớt anh cái ra từ ngàn. Trời ơi. Đó, đó, lộng cộng á. Rồi, hết giờ. Rồi, sắp đi. Điểm nha. Của ai nấy điếm nha. 13. Rồi cái này không đạt. 13. Không đạt nè, nướng còn sống. 15 cái à? 17 cái. Và đây là thành quả của mình. Tuy là chỉ có 15 cái thôi, nhưng mà thực sự là mình đóng gói này kia nó cũng khá là nhanh và nó cũng khá là đẹp mắt đúng không cô? Đúng rồi. Chính xác. Cho 8 điểm đi. 8 điểm. Không đạt được cái. Dạ. 8 điểm thì nhiêu tiền cô? 8 ngàn. Đây, quá đẹp, thành phẩm của hai chị em. Yes.
sau khi đã học nghề từ cô đương. Con đẹp không? Con đẹp hơn nè. Nướng lẹ mà là sắp vô chậm. Tại vì cái khúc mà sếp hồi nãy không có chỉ cho con, cái lúc mà được ngồi vô cái lò trước cũng là Út Phượng. Con ngồi vô sao nhớ không? Thôi cộng cho nửa điểm cũng được cô. Cộng nửa điểm á. Này là 8 điểm rưỡi đi, này là 8 điểm. Thôi 8 ngàn rưỡi. 8 ngàn rưỡi. Rồi 8 ngàn thôi. Được. Dạ. Dạ. Con thấy hợp lý rồi đó. Rồi đá ten nè. Đường bông, đường bông, có đường bông. Đá ten. Dạ. Thôi thấy thương quá cho 10 ngàn. Trời ơi. Cho 10 ngàn. Cho. Con cảm ơn cô đương. Tiền lương nữa. Tiền lương hả? Dạ. Chưa ra này có một buổi vậy cho 25 ngàn. Ủa? Mẹ thương bao con thân gái đục trong. Cho anh đứa 50 khen. Dạ. Để chia ra. Dạ. Chứ không có tiền lẻ. Dạ, dạ được. Đứa nào con, có tiền. Con thối vô tao nè. Nhận được cái tiền công đầu tiên là 50 ngàn. Giữ thêm 8 ngàn. Nướng bánh má bo luôn. Thành 10 ngàn. Lần đầu tiên mà thấy lao động ra mà nhận được cái đồng tiền nó xứng đáng nó đã. Mặc dù là số tiền nó không có nhiều, nhưng mà mình cảm giác là trời ơi, đồng tiền làm ra bằng những cái công việc tay chân á, nó cũng rất là xứng đáng. Và mình cảm giác rất là nể má đương và những cái người làm nghề giống như là má đương vậy á. Tại vì là ngồi trong bếp rất là cực và đúng là như một nghệ nhân luôn á. Trời ơi, điêu luyện lắm mà làm nó nhẹ tên à. Hai chị em vô quậy tanh bành hết. Mẹ thương bao con thân gái đục trong. Mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Trời ơi, ngày hôm nay được học nghề của cô. Dạ. Còn có tiền nữa. Trời ơi. Mà cô đương nói chuyện rất là dễ thương. Dễ thương nha. Rất là vui tính luôn. Con là chẹo xương sống. Mặc dù con biết là cái tình cảm của cô dành cho cô Út Phượng nhiều hơn Út Lon. Nhưng mà cứ... Không bày. Ấm con hồi nhỏ thì nhiều hơn. Hồi nhỏ ấm nhiều hơn. Hồi nhỏ thương quá rồi bây giờ lớn lên thương con bụng rồi. Giờ lớn rồi. Đá thăm cái hông của cô. Một cốc hết trơn rồi. Ẩm tay trái nữa chứ. Ẩm tay trái nữa. Ẩm con rồi tới ẩm cháu. Ẩm tới cháu lên ẩm cháu luôn. Chúc mừng hai bạn đã vượt qua thử thách. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh đã tặng cho em hai cái cờ. Dạ. Cảm ơn ạ. Ngày hôm nay em chiến thắng vậy. Đúng rồi không? Đúng không cô? Ảnh đưa cho có mình con à. Chứ còn lên lấy con này nó mắc kẹt ở đây. Đúng rồi. Sao? Chia ra để sao chia ra cho đều. Ờ gì hả? Không có đồng đều là đúng rồi. Thứ hai dành cho hai bạn. Dạ, nhiệm vụ thứ hai. Bạn hãy đến xin việc tại cơ sở muối ớt Hải và nhận thử thách làm muối tại đây. Địa chỉ: 51 đường số 17 Thượng Thâu Thanh, khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Đói bụng quá. Cái xe của Hello em. Hai đứa em đi đâu vậy? Hai đứa em mua bánh tráng giùm chị được không? Chị đi bán bánh tráng. Mua bánh tráng giùm chị được không? Mà có thương chị thì cho cái này nè. Lỡ chị. Hay là em mua bánh tráng bên đó nhưng mà em còn dư tiền em cho chị ít được không? Tội nghiệp chị. Chị cảm ơn em. Thương chị không cho chị xin 5 ngàn chị ăn cơm. Trời đất ơi. Vậy là em cũng được ngồi vô ăn luôn đúng không ạ? Đây là cơm đoàn, nó không có liên quan gì tới hai em hết. Chị bán bánh là em có thu nhập á thì em tự đi ăn. Em cảm thấy kiểm tra số tiền mình đủ ăn thì mình vô mình ăn. Thôi em ăn bánh tráng cũng được. Không đủ á, mình đi bán bánh tiếp để mình có tiền mình đi ăn nha. Chứ ekip không có bao cơm. Viên VB và Việt Phương Thoa phải làm sao khi cơ thể dã rời và cái bụng đói meo. Mời các bạn tiếp tục theo dõi vào tuần sau. Dạ. Chào bạn, bây giờ bạn giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhá. Họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của mình nhá. Dạ. Em tên là Cao Thị Hồng Nhung, sinh 1984. Công việc hiện tại của em là giám đốc điều hành hành chính của doanh nghiệp nước ngoài. Quê quán là ở Phú Yên, hiện tại sinh sống tại Đồng Nai. Công ty của mình là làm về mặt gì nhỉ? Dạ, điện tử.
hiện tại. Rồi, hiện quê của bạn đâu? Dạ, quê em ở Phú Yên. Hiện tại đang làm ở Đồng Nai. Dạ. Điểm mạnh của Nhung là Nhung là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng, giao tiếp, sao ta? Ở sạch sẽ chị. Em ở sạch lắm. Dạ. Điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là em hay bà sống tình cảm á. Nóng tính. Nóng tính. Mỗi lần mà nóng tính mà bộc phát thì mình sẽ như thế nào? Em thì không, trước đây thì có nóng tính, có bộc phát, nhưng bây giờ thì không có vậy nữa. Bây giờ là kìm lại, em nóng tính em đi ra ngoài. Nóng tính đi ra ngoài. Trước đây thì nó sẽ là như thế nào? Trước đây là em ném đồ á chị. Rồi. Mình đã từng kết hôn chưa? Trên giấy tờ thì em chưa có kết hôn. Chưa có kết hôn. Chưa có kết hôn trên giấy tờ, nhưng mà còn mối quan hệ khác là sao? Mối quan hệ thì em là có 3 con. 2 con ruột và 1 con thụ tinh nhân tạo. 3 con. Rồi. Mình kể chi tiết một chút xíu nha. Dạ. Yeah. Là mình quen anh đó xem như nào, đến với nhau mà chưa kết hôn à? Có nghĩa là cái người đó với em thì hồi trước đây sống chung với nhau thì cũng là vợ chồng rồi, nhưng mà em không có muốn làm giấy kết hôn, tại vì em không thích mang họ của cha. À. Ủa, Trân ơi, chị Hà Phương trả lời cái vụ thép chưa? Ơi bạn. Alo. Dạ. Thì là bạn, do bạn không thích con mang họ cha. Dạ. Tại sao mà mình lại có cái suy nghĩ đấy? Hay như là mình không thích á? Tại vì trước đây ông xã của em là người nước ngoài á. À. Rồi em sẽ là người nước ngoài. Thì hai bạn sống với nhau bao nhiêu lâu? 5 năm chị. Sống với nhau 5 năm. Tại sao chia tay? Nó hơi là cũng tế nhị á. Thì chồng của em là cũng cao to, với lại cái nhu cầu sinh lý của ảnh nhiều á. Và lại em bị áp lực công việc. Làm cho mình bị áp lực hả? Dạ. Thế là cái đứa con mà thụ tinh nhân tạo đấy là sau khi chia tay hay là chưa? Cùng mới luôn. Cái đứa con thụ tinh nhân tạo là mới đây. Là dạ. Là mới đây đúng không? Dạ. Bây giờ các con đang ở đâu à? Các con đang ở với em. Cả 3 con đúng không? Dạ vâng. Rồi. Bạn mong muốn tìm một mẫu người như nào? Em chỉ muốn cái người đó là biết quan tâm nè, chăm sóc gia đình, có thể là phụ việc nhà, thương yêu các con của em. Rồi. Nhưng mà phải có công việc ổn định. Đối bạn như nào là công việc ổn định? Chủ là phải có công việc rõ ràng á chị. Công việc rõ ràng. Rồi. Dạ. Mức thu nhập bao nhiêu thì ổn? Em không quan trọng cái đó. Dạ. Quê nhưng quán mà, vùng miền tuổi tác? Quê quán thì em không quan trọng luôn. Rồi. Còn tuổi là ưu tiên cho em, những người sinh năm 1976 và 1977 ạ. À, thích ngày 1976, 1977. Dạ. 1977. Rồi. Cái người đó chị chọn cho em người phong độ xíu cao chút. Cao to, có bụng. Rồi. Còn gì nữa? Còn gì yêu cầu về chàng trai không? Cái người đó biết phục việc nhà là được rồi. Rồi. Bạn không thích điều gì ở đàn ông? Nói mà không làm được á chị. Cái miệng luyên thuyên á. Rồi. Rồi.
Ok, cảm ơn Nhung nhá. Thì hôm nay là chương trình đi tìm, chương trình liên hệ với bạn để mà làm quan trước á. Xong rồi sẽ tìm cái người làm quan tạm phù hợp, xong rồi sẽ liên hệ với bạn sau nhá. Dạ, em cảm ơn chị. Cái thông tin cơ bản về bản thân của mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của chị nhá. À, mình là Lê Thị Tiễn, mình sinh năm 84. Hiện tại mình đang ở Bà Rịa Vũng Tàu. Lê Thị Tĩnh ạ? Tĩnh, Tĩnh, Tĩnh huyện đấy bạn. Dạ vâng. 1984, hiện tại đang ở Vũng Tàu. Hiện tại chị đang làm công việc gì? Quê quán của chị ở đâu? Quê gốc của mình là ở Thanh Hóa. Còn mình di cư vào Vũng Tàu từ nhỏ. Di cư Vũng Tàu từ nhỏ rồi. Hiện tại chị đang làm công việc gì ạ? Chị buôn bán ở ngoài chợ em. Buôn bán cụ thể một chút xíu là buôn bán gì? Chị bán nước á, bán hàng nước, hàng quà, nước uống á, các loại như nước uống á. Rồi. Bán nước uống ngoài chợ. Dạ vâng, chị là một cô gái như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao ạ? Điểm mạnh của chị là nội trợ tốt, chung là nhiệt tình, rồi sống hòa đồng với mọi người. Rồi. Điểm yếu. Điểm yếu là tính cho chị sống hơi tình cảm một chút nên thường bị mọi người lợi dụng nhiều. Câu chuyện cụ thể là gì ạ? Tức là kiểu giống như là chị sống, chị hay tin người á. Mình hay tin rồi đặt niềm tin sai chỗ đó. Nên là cứ bị kiểu giống như bị người ta lợi dụng cái lòng tốt đó của mình vậy. Nhiều lần nhưng mà vẫn không rút ra thoát ra được. Trong chuyện tình cảm hay là công việc à? Tất cả bạn bè và ấy là cả công việc và cuộc sống thì tình cảm này em. Rồi, chị từng kết hôn chưa? Chị kết hôn rồi, chị ly hôn được 8 năm. Hai anh chị ở với nhau bao nhiêu lâu? Chị ở 10 năm em. Có mấy cháu rồi? Hiện tại chị có hai bé, một bé học lớp 10 và một bé học lớp 5. Các con thì đang ở với ai ạ? Hiện tại ở với chị hết. Ở với chị hết. Tại sao mà lý do mà để anh chị ly hôn là gì ạ? Chồng cũ bài rồi cá độ rồi đề, nói chung là nhiều thật lắm. Rồi. Là nhưng mà chị vẫn chịu khó ở 10 năm hả? Hay là về mới phát hiện ra rồi là sao? Ý là chị vẫn ở 10 năm đó là vì hai bé, đến sau này chị phát hiện là anh có bồ rồi chị mới ly hôn. Rồi. Có bồ ly hôn. Chị là chia tay 8 năm nay rồi, thì có nhiều người giới thiệu cho chị những mối quan hệ khác không? Ý là không giới thiệu, nhưng mà cũng là bạn bè thân quen, cũng quen một vài người, nhưng mà rồi cũng kiểu giống như là điểm yếu của chị đó là chị dễ tin người, rồi cũng dễ thương người á, người ta chỉ lợi dụng lòng tốt của mình. Có một cái mối quan hệ nào tiến sâu đến dạng mối tình chưa? Có em. Đa phần là chị bị lợi dụng. Họ đến với mình, họ không thật lòng với mình, rồi cũng không có thương con mình. Không thương con mình. Câu chuyện cụ thể là mối tình gần đây nhất thì nó diễn ra như nào chị? Là cách đây 4 năm á. Dạ. Chị cũng quen anh đó hơn chị 7 tuổi, cũng đổi vợ một lần đúng chị. Mà khi quen được một thời gian đó thì anh á gọi, ý là anh nói rõ quan điểm là anh chỉ thương chị chứ anh không thương hai đứa nhỏ. Dạ vâng, thế là chị dừng lại luôn. Dạ. Rồi, bây giờ chị mong muốn tìm cái mẫu người như nào để phù hợp với mình ha? Thứ nhất đó là chân thành em. Có nghĩa là khi người ta mở lòng với mình thì họ phải chân thành, chứ không phải là đem tình cảm mình ra để đùa giỡn. Hay nữa là có công việc ổn định. Thứ ba nữa là chị có một cái nhu cầu là không phải là người Bắc. Rồi, phải người Bắc. Công việc như nào là ổn định chị? Ý là có nghĩa là mình có công việc ổn định, chẳng hạn như là một công việc làm ổn định để duy trì cuộc sống, nó không có phải là bấp bênh may có việc may không có việc vậy đó. Vâng, cái mức lương mà thu nhập mà chị mong muốn là nhiêu?
chị cũng không có đặt nặng cái vấn đề là phải là nhiều tiền, nhưng mà chị ít là giống như là họ đến với mình á, thì họ phải chu toàn được cuộc sống của họ, họ đừng có kiểu giống như là dựa dẫm vào mình. Rồi sống không dựa dẫm vào mình. Rồi sống không dựa dẫm vào mình. Về ngoại hình sao chị? Cao 1m65 trở lên em. Rồi cao 1m65, tuổi tác sao chị? Tuổi tác thì khoảng chừng 45 tuổi đổ lại thôi, chứ như là nhiều tuổi quá. 45 tuổi đổ lại. Rồi ok, em cảm ơn chị Tính nhá. Thì chương trình sẽ liên hệ với chị nếu mà tìm được người phù hợp với chị nhé. Sẽ có biên tập nói chuyện rõ phù hợp thể hơn với chị về nội dung ạ. Chị cảm ơn em. Dạ vâng. Chào em nhé. Dạ chào chị ạ. Rồi alo, chào chị. Chị giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhé. Họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như công việc hiện tại của mình. Mình sinh ngày 20 tháng 4 năm 69. Rồi, họ và tên, ngày tháng năm sinh chưa? Mình tên là Đinh Thị Huyền Đưa. Ở 20 tháng 4. Quê quán, công việc hiện tại của chị ạ? Quê quán ạ. Quê mình tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại chị đang ở đâu? Hiện tại mình đang ở Quảng Ninh. Chị ở chỗ nào Quảng Ninh? Ở phường là Yên Gia, thị xã Quảng Yên. Vâng. Rồi chương trình ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì chị bay vào đây tham gia được không? Mình bay được. Rồi báo chị trước bao nhiêu ngày thì chị sẽ bay được vào trong thành phố Hồ Chí Minh ghi hình? Báo trước cho mình khoảng 1 tuần. Rồi. Đến tháng 11 này mình cũng bay vào đấy 1 tuần để mình đi du lịch. Rồi. Trước đó là chị đã từng kết hôn rồi đúng không? Mình kết hôn rồi, mình được 2 con gái rồi. Hai chị sống với nhau được bao nhiêu lâu? Mình sống được khoảng 10 năm. Thì khi sinh đứa con thứ hai thì bắt đầu mình chia tay. Lý do sao chia tay? Chồng mình rượu chè, lười, cũng là lười lao động mà rất là rượu chè. Rồi, sau khi mà chia tay chồng ấy thì chị có làm quen những cái mối quan hệ khác không? Mình có nghĩa là một mình nuôi 2 đứa con, mà 2 đứa con mình đều học đại học hết. Rồi. Rồi, thế vậy chị mong muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như nào ạ? Mình muốn là cho mình cái mẫu người đàn ông có thể phải có sự hiểu biết này, và có công việc ổn định, ví dụ như kinh doanh, nghề nghiệp của mình là kinh doanh mà. Mình cũng muốn có người bạn cũng kinh doanh hoặc là có công việc ổn định. Công chức nhà nước. Ngoại hình tuổi tác sao? Ngoại hình thì cũng phải cao rõ, vì mình cao 1m65 mà. Thế còn mình cũng người đàn ông cũng phải cao từ 1m65 trở lên. Rồi. Tuổi tác thì sao? Tuổi thì từ 55 mà cho đến 65. 65 rồi. Công việc nghề nghiệp. Công việc nghề nghiệp của mình hay là của đối tác? Của bạn đó. Của bạn đấy à? Thì người đấy thì cũng tức là có công việc ổn định, ví dụ như ở cơ quan nhà nước chẳng hạn, hoặc là có công việc gì ổn định, có kinh doanh chẳng hạn. Kinh doanh đấy. Rồi. Ok, chào. Cảm ơn chị nhé. Thì hôm nay để bọn em làm quen nhé, hỏi về tình hình của chị, xong rồi tìm được cái người phù hợp thì chương trình sẽ báo và liên hệ với lại chị ha.
Vâng ạ. Là bao họ? Vâng ạ. Vâng, vâng. Có những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhá, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của mình. Chị tự chủ động giới thiệu nhé. Rồi, chị tên là Nguyễn Ngọc Dung, sinh ngày 30 tháng 10 1968. Chị hiện là đã về hưu rồi, giáo viên về hưu rồi. Chỗ ở hiện tại của chị là ở xã 1, khu phố 3, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Rồi. Chị có điểm mạnh điểm yếu gì? Chị thì nói chung là điểm yếu là chắc rất là nhiều. Như bây giờ thì như là lớn tuổi rồi thì cái nhớ nó cũng giảm bớt phần nào. Nên là chị đã chọn cái về hưu sớm. Và hiện nay cái mà chị cái thế mạnh của chị hiện nay á, thì là chị rất là chị hát hò được hả chị, hay là chị biểu diễn gì? Chị thì hát thì không hát, nhưng mà chị là tham gia chị bắt đầu sau khi về hưu thì chị bắt đầu, chị là giáo viên dạy văn, cho nên là sau khi về hưu thì chị đã tìm đến với lại văn chương, đam mê mà, nên là hay thích là đi đây đó trải nghiệm để mà sáng tác những cái gì mà mình thích, văn thơ rồi này kia. Văn thơ, dạ vâng, sáng tác văn thơ. Rồi. Trước giờ chị từng kết hôn chưa? Chị đã kết hôn rồi. Ông xã chị mất năm 2011 thì bị bệnh ung thư á. Thì chị có ba đứa con gái, cho nên là một mình chị phải vất vả nuôi con. Bây giờ các con đã lớn hết rồi thì chắc lẽ ở một mình cô đơn quá, buồn quá, nên là dạ vâng, người bạn để mà có thể đồng hành với chị trong cuộc sống cũng như là trong với những cái quãng ngày còn lại đó. Dạ vâng rồi. Chị vậy là con của chị là các bạn là mấy, bao nhiêu tuổi nhỉ? Đứa con đầu của chị là sinh năm 91, cháu hiện đang làm ngân hàng ở Bình Dương. Còn bé thứ hai thì học sinh năm 99 và đang học năm thứ tư đại học tâm lý. Bé thứ ba là sinh năm 2004, hiện đang học đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Vâng. Vậy là từ cái lúc mà chồng mất tới giờ là cũng có con nhiều người giới thiệu cho chị những cái mối quan hệ để mà chị làm quen không? Cũng có khá nhiều. Thì con nó cũng kết cho mẹ vào Zalo, Facebook rồi những cái trang bạn muốn hẹn hò rồi người kia để tìm một cái người mà đồng hành với mẹ. Nhưng mà có lẽ hơi khó quá. Dạ vâng. Rồi chị mong muốn tìm được cái mẫu người như nào ạ? Chị thì bây giờ là cũng thích thư giãn cái chị già đi đây đó. Mà khi chị đi đây đó cũng là cái công việc để mà đam mê bao thương. Nên là chị muốn tìm một cái người bạn đồng hành cho chị thì cũng có sức khỏe, thì cũng đã về hưu như chị. Ở cái tuổi đã về hưu, vì về hưu rồi thì có thời gian để đi đây đi đó. Rồi. Cũng, kinh tế cũng ổn định là vậy thôi. Nếu mà mình là giáo viên thì càng tốt. Tuổi tác sao ạ? Tuổi tác thì từ bằng chị đi 55 đến cho từ 62 đi. Rồi. Trong khoảng 55 đến 62 là được. Rồi. Về ngoại hình sao ạ? Nói chung là nhìn được đấy. Cứ nhìn được là được rồi. Chỉ có quê quán vùng miền? Không quan trọng về quê quán vùng miền đâu. Ở đâu cũng được.
nếu mà người đó cũng độc thân giống chị, tức là họ cũng độc thân ở một mình, không vướng bận gì mà con cái nữa đó, thì nó thoải mái hơn. Rồi, em cảm ơn chị Dung, hôm nay là cái buổi đầu tiên làm quen với chị. Để bọn em liên hệ với việc tìm cái người phù hợp cho chị, xong rồi sẽ có biên tập làm nội dung với chị ha. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Rồi, chị cảm ơn chương trình rất nhiều. Chào em.